Xin chào các bạn đã quay trở lại với Pet Vũ trụ của Alex. Ngày hôm nay thì mình cũng vừa nhận được một cái job. Mình sẽ tạo ra một nhân vật to character, nhưng mà mình đang băn khoăn là không biết là mình sẽ phải tạo được kiểu gì đây. Mọi thứ thật là khó khăn với mình quá. Thì các bạn có thể thấy ở trên hình mình đã có đưa ra một số những cái nhân vật với điều kiện đó là cần phải bố láo, tức là cần phải rất là bướng, nhìn chắc là phải là gian. Thế là, các bạn có thể thấy hôm nay mình uống nước chanh. Đây, các bạn có thể thấy là mình đã tạo khối cho nhân vật, vẽ ở góc trực diện để tạo ra những cái nhân vật như những gì mà do yêu cầu. Mọi thứ rất là dễ thôi, nó trên nền 2D và mình sketch bằng giấy và chì trước. Ôi trời ơi, mình làm được một lúc thì anh bên phía họ lại nói là mình sẽ làm sang bên động vật, không làm người nữa. Thì hãy thiết kế một nhân vật là động vật. Thì mình nghĩ ngay đến con vật mình yêu thích. Đấy là gì biết không nhỉ? Là mèo, một chú mèo. Ok, mình có một định hình tròn để làm đầu. Tiếp theo thì mình có trục dọc, trục ngang. Tiếp theo đến phần gần như là hoàn thiện một chú mèo tai cụp. Ok, một chú mèo khoang tai cụp. Mình khá là ưa thích mèo nên là khi mà có điều kiện thì tất nhiên là mình sẽ làm những gì mình thích rồi, bởi vì cái job này nó khá là thoải mái đối với mình. Ok, tiếp theo là mình gần như là đã hoàn thiện được chú mèo này với biểu cảm khuôn mặt nó đang rất là ngạc nhiên về một điều gì đấy. Mình đang hoàn thiện nốt cái phần thân của bạn mèo này, không biết là bên họ sẽ như nào nữa, bởi vì bây giờ cũng khá là muộn rồi. Mình cũng làm cố. Tiếp theo thì mình cũng là một đường tròn để một cái đầu của chú mèo. Tiếp theo vẫn là một trục dọc và một trục ngang. Ok, đây là mình tua một chút đến công đoạn gần như là hoàn thiện trước cái đầu của bạn mèo này theo một hướng khác. Bạn ấy nhìn sang hướng về bên tay phải, không phải là hướng chính diện lúc đầu nữa. Tiếp theo là đến trục của thân, một hình elip để chúng ta có thể có được một cái thân cho bạn mèo. Đi tay. Ok, mọi thứ thì các bạn có thể sketch thoải mái tay ra, mọi thứ rất là đơn giản. Những gì bạn nghĩ bạn có thể làm lên giấy, rồi chắc chắn trên giấy rồi thì mình có thể vẽ vào máy. Vẽ máy thì cũng khá khó khăn, nhưng mà mọi thứ sẽ dễ dàng nếu như bạn luyện tập mỗi ngày. Ok, đây là công đoạn gần như là hoàn thiện chú mèo thứ hai của mình ở góc nghiêng. Mình đã đi nét lại những cái mà mình vừa mới đi mờ, mình vừa mới phát mờ đó. Ok, những cái phần này thì nói chung là mình sẽ làm cho nó cẩn thận một chút. Ok, vậy là mình đã xong hai bạn mèo cho buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình, đây là vlog thứ hai. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Và mình là Alex.